nga đã bày tỏ sự cởi mở trong đàm phán với ukraine khi giao tranh dữ dội giữa lực lượng vũ trang của hai nước vẫn tiếp diễn ở các khu vực tiền tuyến trong một cuộc phỏng vấn gần đây với các phương tiện truyền thông nga người phát ngôn của điện kremlin dmitry peskov cho biết nga sẵn sàng đàm phán với ukraine giải thích rằng đây là cách thoát khỏi cuộc xung đột hiện tại Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova cũng cho biết Nga sẵn sàng hợp tác với tất cả các bên tìm cách giúp giải quyết cuộc khủng hoảng Ukraine với lợi ích của Nga và thực tế hiện tại đang được xem xét. Về tình hình chiến sự, Bộ Quốc phòng Nga ngày 2 tháng 8 thông báo từ ngày 27 tháng 7 đến ngày 2 tháng 8, quân đội Nga đã tiến hành 11 cuộc tấn công, sử dụng máy bay không người lái và đạn pháo chính xác cao. Nhờ đó, nhóm quân trung tâm đã kiểm soát 5 điểm dân cư ở Cộng hòa Nhân dân Donetsk. Ngoài ra, các lực lượng vũ trang Nga cũng đạt được thành công trên các khu vực mặt trận khác. Theo thông tin từ Bộ Quốc phòng Nga trong 7 ngày qua, thiệt hại bên phía Ukraine là rất lớn với khoảng 3.600 người chết và 4.000 người bị thương, cùng với một lượng lớn trang thiết bị quân sự.